Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tôi sẽ được gặp gỡ những con người thú vị, khám phá những điều mới mẻ, thật là háo hức quá đi thôi. Xin chào quý vị khán giả, đó là suy nghĩ của Dương ngày hôm qua đó, nhưng bữa nay thì khác. Hôm qua thì rất là hồi hộp, nhưng bữa nay vô cùng hụt hẫng quý vị. Ngồi chờ đợi từ sáng giờ uống 8 ly cà phê rồi, chờ đợi một thiếu nữ mà hẹn đúng 9 giờ có mặt, bây giờ còn 60 giây nữa đúng 9 giờ mà chưa thấy mặt đâu hết trơn trời á. Mà cái giọng đi trễ dễ làm người Dương lắm quý vị, giờ không muốn nói chuyện nữa. Chào quý vị khán giả. Chào Dự, Linh tới nè. Ủa bạn là ai đây? Khách mời hôm nay đâu phải bạn. Ủa tôi đâu phải khách mời. Hẹn nhau đi quay chung mà trời. Ủa nói gì vậy? Không, bây giờ Dự làm một mình được. Biết rồi, cái giọng này là có cái gì đó giận dỗi rồi. Đi quay với nhau không được không vậy. Không có thích mấy người đi trễ, hiểu không? Ủa? Hẹn 9 giờ đúng 9 giờ xuất hiện có mặt. Chào quý vị khán giả luôn nè. Ít ra phải tới sớm trò chuyện hỏi thăm ta buổi sáng chứ trời. Dự khỏe không? Khỏe. Trời ơi, đừng có giận nữa mà. Đến đây quay chung mà còn có quà nữa nè. Nè, coi đi, coi đi, coi đi. Đẹp không, đẹp không? Quà gì? Mở ra đi. Đó. Yeah, girl. Bây giờ hả, từ những cái món này nè, Dự làm thành một cái sản phẩm như vậy đi. Gì? Đẹp như vậy, đó. Cái bông này hả? Ừ. Đẹp không? Mà ráp từ cái đống này. Ừ, hay không? Ôi, sao ráp được? Thì bây giờ mình phải thử mình mới biết chứ. Y chang vậy luôn. Đúng. Hả? Ủa tặng quà phải tặng nguyên cái bông dưới mắt ta ráp làm chi? Hơi làm khó Dự rồi. Không thôi. Này khó quá luôn đó. Chứ phải hơi đâu. Chị thôi, bây giờ sẽ dẫn Dự đi gặp một khách mời. Người đó sẽ giúp Dự thực hiện thử thách này, chịu không? Mà người đó là ai mà giúp thực hiện thử thách? Trời ơi, đây được coi là một cao thủ Lego. Và rất là có tiếng trong cộng đồng Lego quốc tế luôn. Nhưng mà Dự cá chắc với Linh luôn là cái nhân vật mà Linh giới thiệu á, còn nhiều thứ hay ho hơn nữa. Chắn rồi, bây giờ đi liền, đi liền. Linh Khoảng. Rất là muốn gặp khách mời rồi. Chưa gì đi rồi, sáng giờ vô chưa chào quý khán giả gì hết trơn trời á. Quý vị ơi, cái nhân vật mà Linh vừa giới thiệu á cũng là khách mời của chương trình ngày hôm nay luôn. Và bây giờ Minh Dự và Đàm với Linh xin mời mọi người hãy cùng đến với khách mời của Chuyện Đó Chuyện Đây ngày hôm nay nha. Lego là một trong những thương hiệu đồ chơi nổi tiếng nhất và ghi dấu trong ký ức của nhiều thế hệ trẻ em trên thế giới. Không chỉ dành cho trẻ em, rất nhiều người lớn bị lôi cuốn bởi những miếng ghép Lego đầy sáng tạo này. Lego là một từ ghép bắt nguồn từ tiếng Đan Mạch. Lego là sự kết hợp của từ Leg và Got. Hai từ này khi ghép lại sẽ thành Legot, nghĩa là chơi giỏi. Các miếng ghép Lego là cấu thành của một hệ thống vũ trụ. Do đó, bất kể được sản xuất vào năm nào, chúng vẫn khớp với nhau. Đó cũng là lý do vì sao Lego luôn là bộ đồ chơi xếp hình sáng tạo nhất mọi thời đại. Những viên gạch đồ chơi Lego có nhiều hình dáng khác nhau như hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình tròn với nhiều màu sắc bắt mắt. Khi chúng được sắp xếp, lắp ghép lại với nhau sẽ tạo nên các mô hình độc đáo như nhà cửa, xe cộ, robot, công viên, công trình xây dựng. Sắp tới rồi, khách mời của chúng ta đang chờ sẵn luôn nha. Chào Khang. Đây, giới thiệu với Dự. Chào Khang. Đây, đây là nhân vật mà Linh ở dưới mấp mé giới thiệu với Dự. Sáng giờ cũng hồi hộp lắm. Tại vì đây, quý vị thấy không, ăn mặc giản dị chân chất vậy mà tạo ra biết bao nhiêu cái sản phẩm cầu kỳ luôn. Và hy vọng ngày hôm nay câu chuyện và những sản phẩm đưa tới quý vị sẽ rất là thú vị. Wow. Trời ơi. Nhiều mô hình lắm luôn á. Đã quá nè. Đó, được gặp hình Khang rồi nè, bây giờ có cái gì thắc mắc muốn hỏi gì hỏi đi. Khoan, bây giờ khoan hỏi về những cái đứa con của bạn đã. Bây giờ Khang có thể giới thiệu cho quý vị khán giả biết về thông tin cá nhân của Khang một chút được không? Tên đầy đủ là Thành Cao Vũ Khang á. Năm nay Khang 30 tuổi. Thì Khang chơi Lego này cũng được 3 năm rồi. Nhưng mà Linh được biết á hả, là Khang đã từng là thiết kế đồ họa, nhưng mà không biết là cái cơ duyên nào đã đưa mình đến với Lego như vậy ạ? Thật ra thì Khang chơi Lego từ hồi nhỏ rồi chơi từ hồi còn nhỏ xíu. Xong rồi mãi tới sau này khi mà làm có từ có thu nhập thì bắt đầu mới trở lại chơi với Lego. Dạ, tự nhiên đùng cái người ta biết tới sản phẩm của mình, rồi mình cũng là nổi tiếng luôn, thì cảm giác lúc đó làm sao? Dĩ nhiên là vui chứ. Yeah. Vui, tự nhiên tác phẩm mình được công nhận. Yeah.
Mà Linh thấy ở đây hả là có rất là nhiều những loại Lego, nhưng mà Linh không biết là vậy thì Lego nó có phân ra làm nhiều loại khác nhau hay không? Lego cái sản phẩm nó rất là nhiều, nó chia làm rất là nhiều dòng. Cho em bé nè thì có dòng Duplo, cho các bé gái có những cái dòng khác, cho bé trai khác, rồi cho những cái fan của các phim điện ảnh khác, rất là nhiều. Ví dụ như tới cái dịp Tết á thì có cái bộ Lego ăn Tết mà Khang muốn giới thiệu tới quý vị á. Thật ra cái đó là cái tác phẩm riêng của Khang chứ không phải là một cái bộ của Lego sản xuất. Và để thực hiện được cái bộ Lego ăn Tết đó thì không biết là Khang đã phải tốn bao nhiêu thời gian để mình đầu tư chất xám cũng như là công sức của mình vô để thực hiện đó. Thời gian thì nó cũng mất khoảng 3 đến 4 tháng từ cái chuyện suy nghĩ ý tưởng rồi tìm mua vật liệu. Khi làm ra sản phẩm thì có lúc nào mình bị sơ suất, mình bị trật đi với cái bản vẽ của mình không? Có chứ, chuyện đó cũng thường xuyên mà. Nhưng mình phát thảo một đằng nhưng mà mình làm hồi nó lại đi quá xa, nó đi ấy. Rồi lúc đó mình chỉnh sửa, mình hoàn thiện làm sao? Có những khi thì mình có thể tháo ra mình chỉnh lại, có những khi mình lắp mới một cái khác, xong rồi sau đó mình so sánh coi cái nào đẹp thì mình sẽ lấy. Hay quá. Vừa rồi á thì Khang có nhắc đến cái chuyện là làm cái bộ Lego ăn Tết á thì mình cũng phải đi thu thập rất là nhiều nguồn Lego khác nhau. Vậy thì Linh cũng biết á là có rất là nhiều cái hội nhóm là người ta thường hay săn những cái Lego mà nó là hàng limited, là hàng có giới hạn. Đúng rồi, có giới hạn, và những cái mảnh Lego đã ngưng sản xuất rồi. Vậy thì không biết là Khang có nằm trong những hội nhóm này không ha? Có. Chính xác là có. Và người ta có săn lùng những cái sản phẩm của Khang không? Họ cũng có muốn coi cái tác hình tác phẩm của Khang. Dạ. Vậy đối với Khang, khi mà mình ngồi mình kỳ công mình sáng tạo những cái tác phẩm này thì cái điều quan trọng nhất của người chế tạo Lego là gì? Theo Khang thì quan trọng nhất đó là cái trải nghiệm chơi Lego. Nếu mà mình chơi càng nhiều, trải nghiệm càng nhiều thì nó có liên quan tới cái trí tưởng tượng và cái độ quan sát của mình mỗi ngày không? Tại vì dự thấy là những cái mô hình Lego của Khang là nó gần sát với thực tế luôn, từng cái chi tiết như cái đèn xe hay là cái bông hoa. Nó rất là sống động luôn. Đúng rồi. Nó như là bê ngoài đời vô cái thú chơi của mình vậy. Thì cái độ quan sát và trí tưởng tượng nó có quan trọng trong cái việc chế tạo Lego của Khang không? Chắc chắn là có nha. Hầu hết các tác phẩm của Khang đó là đều lấy ý tưởng từ cuộc sống bình thường hàng ngày. Ví dụ chạy đi làm thì có scoop nó lượn trước mặt mình. Dạ. Thế ok, chiếc này đẹp quá, bây giờ mình phải xây lại nó. Đó. Một chiếc cúp đây nè. Hồi xưa mà có được chiếc cúp này là quý lắm luôn á. Nhiều khi ông bà, cha mẹ mình sẽ chở mình đi học bằng chiếc cúp đó. Và bây giờ là đó là một cái mô hình Lego được cầm trên tay mình đây luôn nè. Mới sướng nè. Ý, vậy thì giờ mình hỏi thực tế, ngay từ cái chiếc xe cúp này luôn thì là Khang đã bao nhiêu lâu thì Khang hoàn thành được cái mô hình này? Nhưng mà cái nghề thiết kế đồ họa của mình chắc cũng ứng dụng được trong cái này đúng không? Khang phải vẽ này nọ chi tiết đồ ra xong rồi mình mới làm mà ha. Có thể làm được bài chi tiết đó. Thì thật ra cái chiếc cúp này thì sau khi mình lấy cái cảm hứng ở ngoài đường phố á, thì Khang về Khang cũng lên ý tưởng, xong rồi Khang xảo Khang vẽ ra giấy cái khung sườn, để mình bắt đầu mình tính tỷ lệ, mình nghiên cứu các bản vẽ kỹ thuật của nó. Xong rồi mới bắt đầu tìm mua những cái mảnh Lego nè, thì mình mới đặt về từ từ. Có khoảng 3 tháng để chờ những cái gì về. Thì cái chiếc cúp này Khang làm khi mà trong dịp cách ly xã hội hồi tháng 3 năm ngoái thì lúc đó mình có một tháng ở nhà luôn, cũng không có cần ra đường để làm gì hết, thì tập trung toàn bộ thời gian vào cái chuyện làm cái chiếc này. Anh Khang có nghĩ là việc cái thiết kế những cái Lego này là mình cũng đang lưu giữ là những cái hoài niệm không? Tại vì chiếc cúp này hồi xưa nó gắn bó với tuổi thơ rất là nhiều người luôn. Và Khang còn có những tác phẩm nào mà nó cũng lưu giữ lại hoài niệm giống vậy không? Giới thiệu cho mọi người biết với. Ba Khang cũng có chiếc cúp, xong rồi cũng hay chở hai mấy con đi vòng. Nhưng là cái chiếc cúp nó rất là gắn bó với cái tuổi thơ của Khang. Cái nhà ví dụ mà có cái anten hồi xưa đó, Khang có thử thiết kế đó chưa? Điện. Đúng rồi. Vừa qua, cộng đồng sáng tạo quốc tế vô cùng thích thú trước tác phẩm đồ chơi Lego ăn Tết. Mâm cỗ người Việt được tạo hình bằng các mảnh ghép Lego. Đây là công trình của Huỳnh Cao Vũ Khang, một 9X hoạt động trong lĩnh vực thiết kế đồ họa. Được biết, ngoài bộ Lego ăn Tết thì Khang cũng còn khá nhiều những tác phẩm Lego độc đáo và sáng tạo. Bộ Lego ăn Tết này được anh bắt đầu thực hiện từ khoảng tháng 4 năm 2020. Anh mất 3 tháng để phát thảo và tìm kiếm những mảnh ghép phù hợp cho dự án. Sau đó, chỉ mất khoảng 3 tuần để lắp ráp và hoàn thiện công trình.
phẩm này đã được hãng đồ chơi Lego vinh danh trên fanpage quốc tế nhờ sự sáng tạo và truyền tải được ý nghĩa văn hóa Tết cổ truyền. Ngoài ra, chậu mai vàng bằng mảnh ghép Lego này cũng là một tác phẩm độc đáo. Anh phải quan sát chậu mai thật, sau đó chuyển sang phác thảo trên giấy, tính tỷ lệ chậu, thân, lá và cành. Khi có tỷ lệ kích thước, anh nghiên cứu mảnh có sẵn của Lego, sau đó chọn lựa để làm thử một phần cành hoặc chậu để chọn ra phương án tối ưu nhất. Thế nhưng, các mảnh ghép Lego thường cứng cáp chứ không mềm mại và việc làm ra một cánh hoa mai dường như đi vào ngõ cụt. Mất khá nhiều thời gian Khang mới tìm ra được món đồ khác để thay thế, đó là bộ phận cánh chong chóng của chiếc máy bay. Khi kết hợp hai cái chong chóng sẽ tạo được một bông hoa mai. Việc này gặp khó khăn là loại cánh này đã cũ, không còn sản xuất nhiều nên Khang phải đặt mua qua mạng, thời gian chờ đợi cũng lâu. Dạ Khang ơi, những cái bộ Lego này Khang tâm huyết thiết kế như vậy thì đằng sau nó có câu chuyện gì riêng với mình không? Thật ra thì mỗi một cái tác phẩm của Khang đằng sau đều có một cái câu chuyện. Thí dụ như cái cây mai này nha. Thì cây mai này là cái tác phẩm mà làm để chưng Tết. Nhưng mà thật ra cái xuất xứ của nó là từ cái mâm cơm ngày Tết mà. Trong cái bộ mâm cơm ngày Tết đó thì Khang có làm cái nhà mai nhỏ nhỏ trên góc trên thôi. Nhưng mà thật ra là nó là cái tâm đắc nhất trong cái bộ đó. Thế là sau khi cái bộ đó hoàn thành thì Khang quyết định là sẽ phát triển cái cành mai nó thành một nguyên cái chậu mai luôn. Nhưng mà làm rất là khéo léo, rất là đời thật quý vị. Linh thấy không? Chậu một chậu mai không thể nào thiếu những cái bông mai á, nó lìa cành nó rụng xuống dưới cái miếng đất của mình nè. Nhưng mà theo như Linh quan sát á hả, thì hình như là cái cánh mai này của mình nhìn giống như là mấy cái cánh quạt đúng không? Mấy cánh quạt, mấy bông mai này kia. Mấy cái bông mai rụng xuống có cái còn nhụy, có cái không còn nhụy. Đó. Chi tiết đến như rất chi tiết và phải quan sát đời thường dữ lắm. Ở đây là cái bộ ở đây á hả, là Linh thấy cái tác phẩm này là rất nhiều những chi tiết nhỏ rồi nè, chẳng hạn như người nè, với những cái này là mình thu thập hết những cái nguyên vật liệu này để làm ra là bao nhiêu lâu vậy anh Khang? Thật ra thì cái này nó mất của Khang khoảng một tháng, tháng rưỡi gì đó. Nó có cái nào quá khó kiếm không anh Khang? Có, cũng có một số cái khó kiếm, ví dụ như là trên máy tôn đó, mọi người có để ý kỹ là có những cái máy tôn mà cái khúc màu mà hồng đỏ thì những cái bát những cái mảnh đó là những cái mảnh cổ rồi, rất bây giờ là nó không còn sản xuất nữa nên là Khang phải kiếm ở những cái trang web để đặt mua về không phải lâu. Mấy cái hồng đỏ này có phải là làm cho những cái metal mà lâu ngày bị rỉ rỉ sét không? Chính xác. Ở gì ông bà mình hồi xưa á, mưa nắng nhiều mà không có thay đó, đằng trước á là mình lợp metal, đằng sau mình lợp lá. Thường vậy đến chi cái mùa nắng á là mình ra cái phía sau mình lợp lá mình nằm ngủ, còn nếu mùa mưa á lên máy tôn tối nghe rào rạc thì để lâu ngày máy tôn ông bà mình nó bị rỉ sét, rất là kỹ lưỡng luôn. Mua những cái miếng mà có màu hồng đỏ về ghép vô và nó là quan sát đời sống cực kỳ kỹ càng. Có mình muốn... góp nhặt nhiều như vậy có khi nào mình bị khủng hoảng về kinh tế gì cái chuyện là mình mới thỏa mãn cái đam mê của mình không Khang? Dĩ nhiên là có, với cái chuyện kinh tế thì lúc nào cái đam mê nào thì nó cũng cùng cái vấn đề kinh tế. Thì thật ra mình cố gắng mình cân bằng cái chuyện đó thôi. Lúc nào dư một chút mình hãy mua gạch về đó, còn không dư thì thôi mình ngắm những cái cũ đỡ, hoặc là vẽ bản vẽ trước chừng nào có mình thực hiện sau. Tìm lên những cái group ở trên internet á thì họ có sẵn sàng họ chia ra, ok bộ này có thể bán gạch riêng, bán những nhân vật riêng, rồi hoặc là Khang tìm những cái trang web mà nó bán riêng từng mảnh theo nhu cầu của mình, giá nó có cao hơn nhưng mình mua đúng nhu cầu. Vậy thì sắp tới á, cái việc phát triển những cái Lego của mình nó có đường hướng rõ rệt hay kế hoạch nào cụ thể không? Thật ra thì trong tương lai Khang cũng có nhiều kế hoạch, ví dụ Khang sẽ có những cái series, những cái chuỗi, những cái tác phẩm về những cái mặt khác, về theo trí tưởng tượng rồi theo những cái mặt khác trong cuộc sống. Rồi Khang nghĩ là Khang sẽ để nhiều thật nhiều, rồi Khang sẽ có triển lãm nhỏ. Khang coi Lego là một cái thú chơi á, nên là Khang cảm thấy là
tập trung thời gian để Khang xây dựng tác phẩm thì nó hay hơn. Nhưng mà biết đâu cái mình đăng lên trển, cái mình có nhiều view, cái mình có nguồn tiền về, mình đem cái tiền đó mình đem mua gạch, cái mình làm những cái bộ hình thơm mới hơn, sáng tạo hơn thì sao? Đó cũng là một ý hay. Dạ. Với sự sáng tạo và niềm đam mê Lego, Khang đã tạo ra được một thế giới sống động từ những mảnh ghép đồ chơi nhỏ bé như chợ hoa Bến Bình Đông quận 8, đường ray tàu lửa hay một chàng hoa giấy trên sân thượng cũng được tái hiện một cách sinh động. Hầu hết các tác phẩm Lego của Khang đều lấy cảm hứng từ sự vận động của con người hay bối cảnh quen thuộc nơi thành phố xinh đẹp mà anh được sinh ra và lớn lên. Chơi Lego có hai cách, một là sưu tầm Lego theo những bộ sản xuất sẵn, hai là thiết kế tác phẩm cho riêng mình. Tuy làm ra nhiều tác phẩm đẹp, nhưng Khang không có ý định sẽ bán đi một món nào. So với nhiều bạn trẻ chơi Lego, bộ sưu tập của Khang cũng khá khiêm tốn, nhưng sản phẩm nào làm ra cũng rất đẹp và sáng tạo. Theo nhiều người chơi Lego, chuyện mua mảnh ghép Lego theo nhu cầu cá nhân cũng không phải dễ. Hầu hết các cửa hàng bên ngoài bán Lego theo bộ, trong khi nhà sáng tạo chỉ cần một vài mảnh trong bộ đó, nhưng mua cả bộ rất tốn kém. Và để hoàn thành tác phẩm của mình, Khang phải tham khảo và đặt mua ở một số trang web nước ngoài. Ở đó, họ có hẳn những danh sách các chi tiết riêng lẻ, nhưng giá có phần cao hơn và thời gian vận chuyển về nước cũng lâu hơn. Nhưng sự chờ đợi này là hoàn toàn xứng đáng. Lego đã đem tới những phút giây giải trí không chỉ cho trẻ nhỏ mà cho cả những người lớn yêu thích lắp ghép và cả sự sáng tạo. Từ đó, công trình hoành tráng và ấn tượng hơn cả những gì mà nhà sản xuất gợi ra ban đầu đã được ra đời và thu hút sự quan tâm của cộng đồng Lego thế giới. Ví dụ như bộ Lego ghép nên công trình nổi tiếng Tamiya với hơn 5.900 miếng ghép, hay tháp Lego lớn nhất thế giới được làm từ 500.000 miếng ghép ở Mỹ, có chiều cao là 34m với 11 tầng, hay tòa nhà thật được làm toàn bộ từ Lego ở Anh, sử dụng 33 triệu miếng ghép. Tất cả các phòng, thậm chí phòng tắm và giường đều được làm bằng miếng ghép Lego, và rất nhiều những tác phẩm thú vị khác từ món đồ chơi sáng tạo này. Thú chơi lắp ráp Lego giúp phát huy tính sáng tạo, tăng khả năng quan sát và tính kiên nhẫn. Đồ chơi Lego mang đến cho trẻ nhỏ một tuổi thơ, những ký ức giải trí bất tận, đồng thời cũng đem đến cho trẻ nhỏ nhiều kỹ năng cần thiết để làm tiền đề phát triển sau này. Anh Khang ơi, cái thử thách này em thiệt đó, em biết nó quá nhỏ bé và đơn giản so với những bộ Lego anh làm, nhưng mà so với em nó là công trình đó anh Khang, em không thể nào lắp ráp được cái bộ mà làm thành cái bông này hết. Rồi mình làm sao từng bước làm sao vậy anh Khang? Mình coi cấu trúc của cái cánh này, nó là gồm một cái miếng này ha, xong rồi nó sẽ có một cái, mình dỡ lên này mình thấy một cái miếng này nữa, mình tìm giống nè, xong rồi mình sẽ gắn. Nó là thử thách thôi chứ bây giờ hay là có tới hai người cộng sự giúp mình thực hiện cái thử thách này luôn đó trời. Thấy không? Bởi vì mình làm không được cái bông thì mình làm cái nụ chưa nở đâu quý vị. Cũng được, làm ráp được cái bông mình chưng lên sao, thấy không? Ôi, mẹ em nở tè le tét lét nè, cho Linh đó. Còn con người mình, con người mình ngại ngùng, mình ép lắm, mình làm cái nụ thôi, không cần trưng cái bông chi chứ. Chứ phải mình lười hả? Chứ phải mình lười hả? Bỏ bớt đúng không? Đó, cái nụ rồi đó. Gắn cánh, gắn cánh. Để mà chơi được cái Lego thì chắc là phải người tỉ mỉ, kiên nhẫn, từ từ lắm, khéo léo nữa.
Ủa, bông của em sao kỳ vậy quý vị? Bông gì kỳ trời? Nè mình so với cái này đi, so đó. Tại vì nó tình le tán lén cái này mình. Cái bông này giống như cái bông mà ngâm từ Tết Nguyên Đán tới Tết Trung Thu vậy quý vị. Nó nở tà le té rét mà la ráng cầm cự trụ lại trên cái bàn mình nè. Khổ quá quý vị ơi. Bây giờ mình xếp lại mấy cái hoa, mấy cái cánh đi cho nó đẹp. Nhưng mà nhìn nhỏ nhỏ đơn giản mà khó thì quý vị phải kiên nhẫn dữ lắm á. Trời vậy làm sao em? Giờ mình đưa cho mình mấy cái bộ này nè, xong bắt mà mình xếp chắc là thôi. Chịu bó tay luôn. Mọi người tưởng so sánh thì đây là bài thi mà Linh đưa ra cho dự. Đây là hay kết quả là thì đó, vậy thích bông nở tài lẹ tắt lét đúng không? Hoàn thành thử thách xong rồi và sẽ làm xong cái bông này đổ mồ hôi hột để Phục Khang dễ sợ luôn á. Vẽ bản vẽ, kiếm gạch về rồi tưởng tượng ra, xong rồi làm từng chút từng chút từng chút. Phải nói là rất là nể Khang luôn. Cảm ơn Khang đã ngày hôm nay giới thiệu về rất nhiều cái tác phẩm của mình. Và phải nói là những cái tác phẩm có những cái lưu giữ là những hoài niệm, những cái nét văn hóa thì Dự rất là thích. Và chúc cho Khang luôn được bình an, may mắn và cái nguồn kinh tế ngày càng dồi dào để mình làm thêm nhiều tác phẩm nữa, để mình ngắm nhìn, mình đã cái mắt của mình đó. Và như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã cùng được gặp khách mời anh Huỳnh Khang ở Chuyện Đó Chuyện Đây. Và mọi người ơi, hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần để cùng đón xem những chuyện lạ lắm mà nghiêng. Minh Dự và Đàm Phương Linh xin chào và hẹn gặp lại.